Hi, xin chào các bạn. Mình lướt ở trên YouTube thì mình thấy có một số bạn và mình đọc những cái comment có rất nhiều kênh YouTube từ xưa đến nay là mình thấy là cứ đứng ở cái trước cái cổng mà cái trường đua Đại Lam người ta quay vào nhưng mà người ta giấu mặt. Người ta cứ nói là tẩy chay trường đua Đại Lam, rồi là mình đọc những cái comment ở có một số cái kênh YouTube thì mình thấy là cứ kêu gào là tẩy chay trường đua Đại Lam. Trường đua Đại Lam lấy tiền của dân thì bây giờ phải đi làm từ thiện để trả cho dân. Cái hôm nay mình làm cái video để mình chia sẻ với các quan điểm riêng của mình. Cái thứ nhất là mình nói về vấn đề tẩy chay được trường đua Đại Lam. Mình thấy các bạn miệng các bạn nói câu này mà các bạn cảm thấy các bạn không có lỗi mấy những cái người dân Việt Nam à. Cái điều thứ nhất là cái trường đua Đại Lam này thì mình được biết là nó rất trên là rộng lớn và nó có khoảng mấy nghìn công nhân làm ở trong cái trường đua Đại Lam này. Tại sao các bạn lại cứ kêu gào để tẩy chay cái trường đua Đại Lam này? Các bạn muốn cái trường đua Đại Lam này phá sản hay sao? Các bạn có nghĩ đến nếu như cái trường đua Đại Lam này mà bị phá sản thì có khác gì các bạn đạp chân lên mấy nghìn bát cơm của mấy nghìn công nhân người ta ở đó không? Cái trường đua Đại Lam này có để thứ nhất là mang lại cho công ăn việc làm cho mấy người nghìn công nhân thì các bạn phải hãnh diện và các bạn phải phải tự hào làm ở đất nước Việt Nam mình cũng có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình rất giỏi đã tạo công ăn việc làm để cho người dân công ăn việc làm. Các bạn biết là mấy năm về đây thì các bạn biết là Việt Nam mình cũng rất là thay đổi và được nhiều những cái nhà đầu tư đã vào trong Việt Nam mình và tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người Việt Nam mình lên đến bây giờ người dân Việt Nam mình cuộc sống của người dân Việt Nam mình đã thay đổi cơm no áo ấm. Các bạn thấy không? Chính phủ Việt Nam còn kêu gào nước ngoài để đầu tư vào trong nước mà nhiều khi ấy lại còn ưu đãi doanh nghiệp đủ thứ để sao để người ta đầu tư vào Việt Nam để mang lại công ăn việc làm cho người dân Việt Nam. Thế thì cái trường đua Đại Lam này người ta mở ra một cái khu chơi trường đua Đại Lam này có phải cho riêng người ta đâu mà người ta cũng tạo ra hàng mấy nghìn công ăn việc làm cho mấy nghìn người Việt Nam. Thì cái này là mình phải mừng, mình phải tự hào. Tại sao các bạn cứ suốt ngày các bạn đi là rêu rao các bạn kêu là tẩy chay trường đua Đại Lam. Và cái điều thứ hai nữa là mình đọc cái comment mình thấy có một số là bao nhiêu năm nay trường đua Đại Lam thâu bao nhiêu tiền của dân thì bây giờ các bạn phải trường đua Đại Lam phải trả tiền lại cho dân. Mình đọc trên cái câu là mình thấy mắc cười quá. Người ta mở ra người ta kinh doanh. Các bạn vào đó, người ta kinh doanh, người ta làm ăn thì dĩ nhiên các bạn vào cái khu dân sinh, khu mà vui chơi này thì các bạn phải mua vé. Mà các bạn trả tiền mua vé vào trong đó, người ta cũng phải đi thuê người để phục vụ lại những cái vui chơi để cho các bạn. Chứ khi mà người ta xây cái trường đua Đại Lam này, một đồng người ta có ép các bạn hay là người ta có kêu gào các bạn đóng tiền vào đó 1 sen, 2 sen, 1 đồng đâu. Và các bạn bây giờ các bạn phải trả tiền lại cho dân. Ủa người ta làm ăn kinh kinh doanh, người ta mang đến những cái vui cho các bạn thì các bạn trả tiền để các bạn mua những cái giây phút mà mang lại vui chơi cho các bạn. Cái đó là cái chính đáng mà, chứ người ta đâu có cướp của các bạn đâu. Mà trong khi đó người ta mở ra, người ta còn mang lại mấy nghìn công ăn việc làm cho người dân. Có những người mang cái danh cái mác là một người nổi tiếng
kêu gào hết chỗ lọ chỗ kia để quyên góp đóng tiền để làm những cái việc riêng của người ta, thì các không thấy các bạn kêu gào tẩy chay. Mà cái trường Đu Đại Lam này mang lại mấy nghìn công ăn việc làm cho người dân, thì các bạn lại kêu tẩy chay. Thì mình cũng không biết là các bạn là không hiểu là các bạn là có cái trái tim không, hay là các bạn là vì một ai đó xúi giục các bạn nên các bạn cứ hay là ganh ghét cứ tẩy chay Việt Nam. Các bạn làm như thế có khác gì các bạn mấy cái nghìn người công nhân này người ta sắp sửa mất việc hay người ta mất việc, thì các bạn có khác gì là các bạn này đạp thêm chân vào cái bát cơm của người ta. Còn một cái cứ nói là tiền trả cho dân như vừa rồi mình nói đấy, người ta không ép các bạn. Còn tiền người ta làm một cái doanh nghiệp lớn như vậy, không bao giờ người ta chạy được thuế. Thuế má là người ta đã tính toán hết mới chính phủ rồi, còn lại cái số lời là cái số lời là người ta bỏ công sức, người ta bỏ vốn, người ta bỏ chất xám của người ta ra, thì người ta phải thâu lại cái đồng tiền lời đó. Còn cái đồng tiền lời đó là cái đồng tiền lời người ta ở trong túi người ta. Người ta có bỏ ra một sen hay một đồng người ta đi làm từ thiện là cái quyền của người ta. Và người ta cho từ thiện hay không, người ta có giúp từ thiện hay không cũng là cái quyền của người ta. Chứ người ta không như ai kia đi kêu gào mọi người quyên góp vào, đồng bào bà con quyên góp vào rồi đúng đôi bỏ túi riêng. Tiền của người ta mà, hay tiền của các bạn, các bạn muốn cho ai là cái chuyện quyền của các bạn. Chứ không thể làm mà mọi người kêu các bạn để phải moi tiền của các bạn đi cho người khác được. Cho hay không là quyền của các bạn. Có những người rất chi là, mình thấy dạo này có những người rất chi là lên trên mạng, rất chi là nói lời, rất chi là vô duyên. Cứ kêu cái tẩy chay trường Đua Đại Lam rồi là tiền của dân trả cho dân. Người ta có đi ăn cướp, đến nhà các bạn ăn cướp đâu? Hoặc là cái khi mà người ta xây cái trường Đua Đại Lam này, người ta có đến từng nhà hay là người ta kêu gào cộng đồng này là góp với người ta 5 sen 1 đồng 1 hào để xây dựng lên cái trường Đua Đại Lam đâu, mà các bạn để bỏ tiền của dân trả cho dân. Các bạn người ta có ăn cướp cái đất ở cái xây dựng cái trường Đua Đại Lam này của nhà các bạn đâu, mà các bạn lại bảo là tiền của dân trả cho dân. Khi mà cái trường Đua Đại Lam này, khi mà người ta mở ra thua lãi tương lai không ai biết. Thế nếu như ví dụ mà người ta mở ra 53 năm mà người ta bị thua lỗ chẳng hạn, người ta có đến cào váy cào nhà các bạn, người ta dỡ mái nhà các bạn, là người ta nói là người ta bị thua lỗ rồi, bây giờ các mọi người dân là bây giờ là phải thả tiền vào để bù lỗ lại cái trường Đua Đại Lam này không? Mà thế bây giờ các bạn thấy người ta làm ăn được, người ta mang lại mấy nghìn công ăn việc làm cho mấy nghìn người công nhân, thì các bạn lại a dua với một đám xấu đi lên trên mạng suốt ngày kêu gào tẩy chay cái trường Đua Đại Lam này, rồi tiền của dân trả cho dân. Người ta có moi cái đồng tiền của túi các bạn đâu. Khi tiền của túi các bạn móc ra là các bạn vào trường Đua Đại Lam này, các bạn đi du lịch trong đây, thì các bạn phải bỏ tiền ra mua vé. Thì cái chuyện đấy là chuyện rất chi là đương nhiên. Bởi vì là các bạn bỏ tiền ra, các bạn khi vào người ta đã phải thuê người, người ta cũng phải trả lương cho người khác để phục vụ lại những cái thú vui, những cái ở trong cái trường Đua Đại Lam này cho các bạn. Chứ không phải là các bạn đi qua người ta bỏ một cái thùng tiền từ thiện là cái trường Đua Đại Lam này, là người ta cứ kêu gào là các ông các bà đi qua cái trường Đua Đại Lam, các ông các bà phải thả vào cái tiền vào cái thùng từ thiện này cho cái trường Đua Đại Lam đâu. Mà bây giờ các bạn nói là tiền của tẩy chay trường Đua Đại Lam và kêu gào coi như tiền của dân trả cho dân. Có một số người mang cái danh lợi dụng cái tiếng nổi tiếng của mình đi kêu gào đồng bào quyên góp, rồi ngấm ngầm muốn ăn chặn Phương Hằng lật tẩy ra, thì lúc đấy mới rõ được cái bộ mặt. Thì mình không thấy các bạn kêu gào là
tẩy chay, tiền đó của dân phải trả cho dân. Mình không thấy các bạn kêu gào như vậy. Các bạn cứ châm chích một cái người doanh nghiệp, người ta sáng lập ra một cái công ty và người ta mang lại cho bao nhiêu nghìn công ăn việc làm cho người dân, cho những cái người công nhân, thì các bạn lại suốt ngày kêu gào đi tẩy chay, mới lại tẩy chay trường đua đại lam, mới lại tiền dân của giáo dân. Các bạn biết là như lúc nãy mình vừa nói, các bạn biết là ở bên mình cũng thế, hay là ở Việt Nam cũng vậy. Tại sao cái doanh nghiệp một khi mà người ta làm ăn đến cái lúc mà người ta gần thua lỗ, người ta muốn phá sản, tại sao đất nước sở tại muốn giơ tay ra để cứu cái doanh nghiệp đó? Người ta không phải là cứu cái ông chủ doanh nghiệp đó đâu, kể cả cái ông chủ doanh nghiệp đó có phá sản đi nữa, của cải đằng sau người ta ăn 7-3 đời cũng chưa hết. Nhưng lý do tại sao nhà nước phải giơ tay ra để cứu cái doanh nghiệp đó, để cái công ty đó còn tồn tại, bởi vì là nhà nước, chính phủ, người ta giơ tay, người ta cứu, đây là người ta muốn giữ lấy những cái công ăn việc làm cho những cái người công nhân làm cho cái công ty đó, làm cho cái doanh nghiệp đó. Là người ta, nhà nước hay là chính phủ, bên mình cũng phải, người ta bỏ tiền ra để người ta cứu lại cái doanh nghiệp đó, là không phải người ta cứu chủ cái doanh nghiệp đó, mà người ta cứu những người công nhân đang làm cho cái công ty đó. Đó. Và thứ hai nữa là như thế này. Cái trường đua Đại Lam này là một cái người doanh nghiệp, là người Việt Nam nhà mình thuần túy, chứ không phải là tiền của nước, một cái người doanh nghiệp của nước ngoài đầu tư vào. Thế cái này các bạn phải hãnh diện, như mình ở nước ngoài mà mình thấy những cái doanh nghiệp người Việt nhà mình mở các công ty ra để tạo công ăn việc làm cho người dân, thực sự mấy các bạn là mình cũng thấy rất chi là hãnh diện. Mình cảm thấy rất chi là tự hào. Mà mình cảm thấy đi đâu mình cũng khoe mình rất tự hào. Bởi vì tại sao? Mình phải tự hào rằng người Việt Nam mình giờ từ trí tuệ, từ sự giàu có cũng không kém gì người nước ngoài. Mình phải tự hào là chính bản người Việt Nam nhà mình, là một doanh nghiệp Việt Nam nhà mình đã tạo được công ăn trên chính đất quê hương của Việt Nam nhà mình, cho những người Việt Nam mình có công ăn việc làm. Thế mình phải tự hào, mình không giúp thêm được thì mình không giúp thêm được thì làm ơn cũng đừng có bè đàn bè cánh ở đằng sau ủng hộ một cái nhóm lừa đảo nào đó, mà cứ đi kêu gào là giải tỏa trường đua Đại Lam, rồi là tẩy chay trường đua Đại Lam. Các bạn thực sự, các bạn là mình thấy các bạn quá thể đáng quá, mình cũng không biết là dùng cái từ gì, nhưng mà mình cạn lời để nói luôn ấy. Mình không biết là dùng cái từ nào cạn lời để nói, bởi vì là mình thấy là dạo này một số vừa rồi là cái cô Phương Hằng, là chắc là chủ cái trường đua Đại Lam đó, thì có lên livestream bóc mẽ một số người ở trên livestream, thì các bạn là ghen ăn tức ở, các bạn không có còn cái gì để nói, thì các bạn cứ châm chích, thấy người ta có cái trường đua Đại Lam này thì các bạn cứ a dua cá mè một nữa, theo a dua cứ tẩy chay trường đua Đại Lam. Trời ơi, nếu như các bạn mà a dua, các bạn nói nhiều mà để cho cái trường đua Đại Lam này bị phá sản, thì các bạn là những cái người đã tiếp tay cho người xấu, và đã là những cái tội ác để làm mất đi bao nhiêu nghìn công ăn việc làm cho những cái người dân nghèo. Bởi vì người ta nghèo, người ta không người ta cần cái công ăn việc làm thì người ta mới phải đi làm. Và trong cái đó, trường đua Đại Lam này đã tạo ra mấy nghìn công nhân, mà các bạn cứ thêm một cái bàn đạp để các bạn đạp những cái chén cơm của những cái người công nhân ở trong cái trường đua Đại Lam này, thì các bạn chính là những cái người tội ác tội đồ của dân Việt Nam, chứ các bạn không gì yêu nước, mà các bạn mới là cái người phá đất nước Việt Nam mình, mà các bạn mới là cái người phá hoại đi
những cái hình ảnh con người Việt Nam với con người Việt Nam từ xưa đến nay vẫn tự hào là thân thiện với nhau và bảo vệ lẫn nhau. Nhưng mà đây thì các bạn thấy, các bạn hầu như các bạn là cái người Việt Nam mình nhưng lại không bảo vệ người Việt Nam mình. Những cái các bạn thấy là những cái doanh nghiệp mà ở nước ngoài vào đầu tư trong nước Việt Nam mình, đất nước Việt Nam mình mở cửa cũng còn ưu đãi để kêu gào những cái doanh nghiệp nước ngoài để đầu tư, để mang lại công ăn việc làm cho những cái người dân Việt Nam. Chính phủ mình cũng phải bỏ ra rất chứ là nhiều cái ưu đãi, lợi thế để cho cái doanh nghiệp, người ta nhìn thấy cái lợi của người ta thì người ta mới nhảy vào để người ta đầu tư. Và đây, tại sao mình không tự hào rằng là mình là người Việt Nam mà mình cũng có cái một cái doanh nghiệp người Việt Nam giỏi như vậy, đã tạo ra bao nhiêu nghìn công ăn việc làm cho người Việt Nam như vậy, thì mình phải tự hào chứ, đúng không? Mình phải tự hào chứ. Tại sao các bạn cứ chà đạp, các bạn cứ đạp lên những cái miếng cơm của những cái người công nhân làm cho cái trường đua Đại Lam này vậy các bạn? Thì hôm nay mình chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ Tám. Cảm ơn các bạn nhiều. Nếu như các bạn thấy hay và hãy bấm like và share cho mình, thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn về video kế tiếp. Thì cái kênh của mình nó là kênh Đội Tám Kada. Mình chuyên môn nói về chuyện xã hội. Từ mình có một số người thì hay nói với mình là đúng thật là tám thật đấy, bàn từ kim chỉ vá may tới tàu bay vũ trụ, mình là tám mà. Nên đâm ra mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái câu chuyện của người Việt như mình ở nước ngoài, những cái gì mà mình được biết mình sẽ chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn rất chi là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video